Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin nhanh của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Tegel, thủ đô Berlin, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Liên bang Đức theo lời mời của Tổng thống Joachim Kauer. Nước Đức đã dành cho Việt Nam sự tiếp đón trọng thị. Ngay khi vào không phận Berlin, hai máy bay phản lực đã hộ tống chuyên cơ của Chủ tịch nước. Tại sân bay, cùng với 21 tiếng đại bác chào mừng, các quan chức ngoại giao của Đức và đại sứ Việt Nam tại đây đã đón Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu của Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam đến nước Đức thống nhất, đồng thời đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 1975-2015. Việt Nam sẽ tăng cường vị thế và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ 10 của thế giới vào năm 2050. Đó là nhận định được đưa ra trong bản báo cáo Những làn gió thương mại do ngân hàng HSBC vừa công bố. Theo đó, giá trị xuất khẩu sẽ đạt 1.437 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mexico, Pháp, Nhật Bản và Singapore, Trung Quốc sẽ tăng cường vị trí dẫn đầu trong xuất khẩu của thế giới với ảnh hưởng gia tăng tại châu Á. Ấn Độ cũng sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh và được dự báo là sẽ vượt qua Trung Quốc. Tuy đang vào mùa mưa, song lượng mưa ở tỉnh Bình Định hiện khá thấp so với mức trung bình nhiều năm và có khả năng lượng nước tích từ các hồ chứa nước sẽ không đủ để đáp ứng cho vụ đông xuân năm 2015-2016. Hiện mực nước tại các hồ chứa nước ở Bình Định chỉ mới tích được khoảng 100 trên 600 triệu mét khối nước, đạt 18% so với thiết kế. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của ngành nông nghiệp, các địa phương cũng đang tính đến giải pháp đắp bờ giữ nước trên ruộng, tận dụng nước mưa, nguồn nước sông suối. Đồng thời, các địa phương cũng đang tích cực nghiên cứu, chuyển đổi các giống cây trồng phù hợp với nguồn nước hiện có, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây nên. Mừng lễ hội Ốc Âm Bóc 2015, chiều ngày hôm qua, giải đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng mở rộng lần thứ hai đã khai mạc, thu hút hàng ngàn khán giả đến theo dõi và cổ vũ. Tham dự giải có 45 đội nam và 8 đội nữ đến từ 5 tỉnh gồm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang và Trà Vinh. Các đội nữ được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, cự ly 1.000 m, mỗi bảng chọn 2 đội vào bán kết và chung kết. Các đội nam chia thành 13 bảng thi đấu vòng tròn cự ly 1.200 m để chọn ra các đội xuất sắc thi đấu các vòng tiếp theo. Đua ghe ngò là môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer. Những năm gần đây, giải được tổ chức ngày càng quy mô và chuyên nghiệp. Tin quốc tế, thông tin đang thu hút sự chú ý của dư luận thế giới là việc một chiếc máy bay quân sự loại Su-24 của Nga đã bị bắn hạ ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Theo các nguồn tin, hiện nay cả hai phi công trên chiếc máy bay bị bắn rơi đã thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua cũng đã lên án vụ việc này. Phát biểu trong cuộc gặp với quốc vương Jordani tại Sochi, ông Putin đã nhấn mạnh trong mọi trường hợp, các phi công và máy bay của Nga không đe dọa lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vì họ đang tiến hành hoạt động chống IS tại Syria. Ông Putin cho biết việc chiếc Su-24 bị bắn rơi như một đòn đánh sau lưng nước Nga và sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ song phương giữa Moscow và Ankara. Bên cạnh phát biểu của Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã quyết định hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm qua cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng nhân chuyến thăm Mỹ. Nội dung của cuộc gặp chủ yếu là tìm cách đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Paris trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng đồng thời cũng kêu gọi Liên minh châu Âu-EU cần phải có những hành động ngăn chặn các tay súng khủng bố nước ngoài thâm nhập vào các nước. Về phần mình, Tổng thống Pháp Hollande cũng cho biết cả Mỹ và Pháp đã nhất trí đẩy mạnh các cuộc không kích chống IS tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, Pháp sẽ không gửi lực lượng bộ binh tới tham chiến tại Syria.
Ít nhất đã có 14 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom khủng bố nhằm vào một xe buýt bảo vệ an ninh tổng thống Tunisia tại trung tâm thủ đô Tunis của quốc gia Bắc Phi này. Chiếc xe buýt đã bị đánh bom khi đang đi trên đại lộ Mohammed ở Tunis. Các nguồn tin an ninh cho biết phần lớn các nạn nhân là các nhân viên an ninh của chính phủ. Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiến hành, nhưng theo hãng tin của Reuters, quả bom có thể đã phát nổ ngay trên xe buýt. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Tunisia Beki Essebsi đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ việc này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào.